Vâng, đầu tiên xin gửi lời chào và chúc sức khỏe với toàn thể các anh chị huấn luyện viên đã đến tham dự buổi sinh hoạt hàng tuần của câu lạc bộ hôm nay. Xin kính chúc tất cả các anh chị một buổi tối vẫn vui vẻ.
ơn tiếp.